Dạ, bên kênh YouTube Huệ Việt Nam Ngày Nay xin trân trọng kính chào quý ân nhân, quý nhà hảo tâm, quý vị và các bạn xa gần. Mình đang đi trên cái tuyến đường này có tên là đường Võ Văn Kiệt. Nó cũng chính là quốc lộ 49. Chúng ta đi ngược lại sẽ về Thuận An, đi qua cầu Ca Cút, rẽ trái ra đến Quảng Trị luôn, thưa bà con, quý vị và các bạn. Đến chỗ này là cây ngã ba, hai bên đường Minh Mạng, con đường phía trước là cây cầu Lim 1, bên tay phải cầu Lim 2, bên tay trái theo cái hướng rẽ của chúng ta. Và đi thẳng quốc lộ 49 này, chúng ta đi lên A Lưới luôn. Kiệt 120, đường Minh Mạng, và đây là cây cầu Lim 2. Trong video này, mình xin mời bà con, quý nhà hảo tâm, quý vị và các bạn, chúng ta về thăm Huế, đi lên chùa Đức Sơn và kẻ mái ấm hy vọng Nguyệt Biêu ở đường Bùi Thị Xuân, 560 Bùi Thị Xuân. Chúng ta chứng kiến anh chị Phạm Thị Hè, quê thì ở Vân Xã, hiện nay ở Cali, nhiều lần đã yêu thương về các cháu, cho các cháu cả cái miếng ăn, rồi đặc biệt là các cái món đặc sản Huế. Và bên cùng rất cảm ơn anh chị đã nhiều lần yêu thương giúp đỡ bên trong cái việc làm YouTube, chi phí đi lại, làm từ thiện. Rất là cảm ơn anh chị đã yêu thương quan tâm. Kính chúc anh chị cách riêng mọi sự tốt lành, vui khỏe hạnh phúc như ý, con cái thành đạt mỹ mãn. Trước chùa ta thấy ruộng của bà con đang lên rất là xanh, vương mầm tươi tốt trong cái tiết trời đang xuân. Vườn tược của bà con rất là nhiều loại rau màu, đặc biệt là các cái chuối rất là quen thuộc, thân thương, đang vẫy chào bà con xa gần. Đây là quang cảnh trước chùa Đức Sơn, nơi nuôi dạy đến thời điểm này thì mình được biết còn 110 cháu mồ côi. Chùa xong chưa? Xong rồi. Các cháu vừa đi học về, đang tập trung ở một góc trong nhà trẻ mồ côi để vui chơi. Giỏi ghê mấy. Hôm nay không đi học à? Dạ, hôm nay học tiêm bông đón ở xưa, và mai đi tiêm. Tiêm gì? Tiêm nơi, tiêm đây. Bạn đã được các chủ đặc sản Huế tập kết về một đống như thế này rồi đây. Hôm nay các cháu được ăn phụ về luôn. Đưa phần đến cho các trẻ khuyết tật. Còn một số em đi học chưa kịp, có nhiều phần để lại cho các cháu đang đi học. Bạn rất ít hôm thứ hai gần đá có tìm ra vị phương, hôm thứ ba dù mai ơi
Rồi, cảm ơn các cháu. Dạ, con thưa sư, con xin đại diện quý anh chị, đó là vợ chồng anh chị Phạm Thị Hè, quê ở Văn Xã, bây giờ ở Cali. Dạ, hôm nay xin cảm ơn sư đã tạo điều kiện để mời các cháu một bữa đặc sản Huế, bánh bèo, bánh ráp ít và bánh lọc. Theo ý nguyện của hai anh chị là ăn phụ phê luôn, họ thích. Dạ. Tổng phần quà như vậy là anh chị gửi về là 10 triệu đồng. Dạ, con xin kính gửi sư để giúp cho các cháu ạ. Dạ, dạ. Ai đi đẹp Phật kính, thưa cô chú Phạm Thị Hà, các sư rất hạnh phúc. Hôm nay các cháu ăn được đầy đủ. Và cũng rất cần tiền để bồi dưỡng cho các cháu bị sư nhớ. Con làm cái tiền sư sẽ cho các cháu mỗi bữa sáng. Ai đi đẹp Phật. Dạ, dạ. À, sư mời các cháu niệm Phật, cảm ơn cô chú Phạm Thị Hà. Cái gì? Nam mô Di Đà Phật. Chúng con xin cảm ơn cô chủ Phạm Thị Hè. Xin đại diện anh chị Phạm Thị Hè gửi phần quà đến chị. Dạ. À, đại diện giúp cho các cháu, lo các cháu bữa ăn hôm nay, còn lại cái phần chi phí dư lại thì có thể tiếp tục giúp cho các cháu ăn uống rồi chi phí tiếp theo. Dạ, dạ. Dạ. Rồi sơ thay mặt cho tất cả các sơ và các cháu trong mái ấm Hy Vọng Nguyệt Biểu, cảm ơn gia đình anh chị Thị Hè. Đây là nhiều lần các sơ cũng đã nhận được cái món quà mà anh chị chuyển đến cho các sơ và các cháu rồi. Mời các bà cùng ăn cơm. Bây giờ cho chú nói này, hôm nay cô chú Phạm Thị Hè ở Mỹ, quê ở Cali, mời các cháu ăn phụ phê thoải mái nha. Rồi ăn xong là uống sữa nữa nha. Rồi chúng ta cho trang vỗ tay cảm ơn cô chú Phạm Thị Hè này. Ôi trời ơi, dòng nhà. Rồi, mời các cháu ngon miệng. Hay thế nào? Không. Không hả? Thức ăn được thôi. Mùi mùi. Ý đấy, ý đấy. Chứng kiến cái quán cảnh các cháu rất là ngon miệng, rất là vui, họ thích với cái đặc sản Huế bèo nấm lọc của người anh chị. They having dinner, yeah, because after finish a box of food they win full, yeah, but in here the pagoda still supporting by cooking more food. Phạm Thị Hè mời các cháu. Ladies and gentlemen, this is the place where one simple foundation supporting my dining room picture. So in here, I'm the captain of this progress. And this is when I start with you. Rắc, thầy thế nào? Ngon hả? Bóc tay luôn.
Dạ, bên thầy các cháu ở hai nơi ăn rất là ngon, cả mái ấm Hy Vọng Nguyệt Biều và các cháu ở chùa Đức Sơn. Điều đặc biệt là các cháu ở cả hai nơi có nhiều đứa không những bị ba mẹ bỏ rơi từ khi lọt lòng mà sinh ra còn bị thêm các cái bệnh nan y, khuyết tật bẩm sinh, rồi bị kiểu như là đau dạng đơ đẫn, rất là tội nghiệp đáng thương. Trong lòng của mình cũng cảm thấy rất là vui sướng cho các cháu, thậm chí còn vui hơn được ăn nữa, bởi vì được kết nối yêu thương, cái nghĩa cử phải nói ấm áp đầy tình người, an ủi các cháu từ quý anh chị Phạm Thị Hè Mỹ. Thầy các cháu ăn mà chứ thèm và bên cũng thèm luôn. Trước tiên là con xin cảm ơn cô quý cô chủ Phạm Thị Hè đã cho chúng con một bữa ăn ngon như hôm nay. Con cảm thấy rất vui và ăn rất là ngon. Dạ, hôm nay là ăn rất ngon và no. Các cháu đã ăn no cùng kê. Có một số thì chưa đi học về, để ở cái bàn đầu kia. Và bây giờ thậm chí trên bàn cũng còn dư khá là nhiều. Hôm trước anh chị Phạm Thị Hè cùng vậy, mời cũng cùng với luôn, ăn xong cùng dư rất nhiều. Và anh chị cùng rất là nhiều lần rồi kết nối với mình, đã mời các cháu đây đó ăn đặc sản Huế, phải nói rất là ngon thơm. Thơm không những về cái món ăn nó sẵn có, mà thơm từ cái tấm lòng thơm thảo, cái sự ấm áp yêu thương vui vẻ nên để người ăn các cháu. Mình xin kính chúc anh chị và gia đình luôn mọi sự tốt lành, vui khỏe như ý, thành công trong mọi công việc. Và cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với quý ân nhân, quý nhà hảo tâm, quý vị và các bạn xa gần. Cùng thay lời quý khán giả, chúc cho các cháu được lớn lên, trở thành người có ích cho xã hội và thành công trong tương lai của mình. Cùng với sự ra về của đoàn khách nước ngoài, thì mình cũng xin được dừng video tại đây. Mình xin hẹn gặp lại quý ân nhân, quý nhà hảo tâm, quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.